Tiểu sử võ sư Diệp Vấn, sư phụ Lý Tiểu Long một thời là bảo kê cho hội Tam Hoàng. Võ sư Diệp Vấn từng được ví là Khổng Tử của võ học Trung Hoa. Bỏ lại đằng sau quá khứ đen tối, Diệp Vấn trở thành người đạo diễn cho cuộc đổ bộ ồ ạt của võ thuật Trung Hoa trên mọi ngóc ngách của thế giới, mà người học trò thành công nhất của ông chính là huyền thoại Lý Tiểu Long. Người Trung Quốc ngày càng tôn sùng vị danh sư này hơn. Ông để lại một di sản phong phú cho môn phái Vịnh Xuân, là một trong những môn phái phát triển trên toàn thế giới và có vẻ được biết nhiều nhất trong số các môn võ của người Trung Hoa. Cậu bé 11 tuổi tầm sư học võ. Diệp Vấn tên thật là Diệp Kế Vấn, chào đời năm 1893 ở Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc, trong một gia đình giàu có và được giáo dục theo Nho giáo từ nhỏ. Cha ông là Diệp Lợi Đô và mẹ là Nguyên Lợi. Ông là người con thứ ba trong gia đình bốn anh chị em, gồm có anh trai, chị gái và một em gái. Cha mẹ ông có một điền trang lớn và một căn nhà dài bằng một dãy phố ngay ở trung tâm thành phố. Từ nhỏ Diệp Vấn đã là một cậu bé say mê võ thuật. Nhờ gia cảnh giàu có, Diệp Vấn có đủ mọi điều kiện để theo đuổi đam mê của mình. Năm 11 tuổi, cậu bé Diệp Vấn thường hay lui tới ngôi đền cổ để quan sát bậc thầy Trần Hoa Thuận chỉ dẫn cho các môn đệ Vịnh Xuân Quyền. Một ngày, cậu đến trước mặt Trần sư phụ và xin được làm đệ tử của ngài. Diệp Vấn khi đó chỉ là một cậu nhóc tì, trong khi những người bái kiến Trần Hoa Thuận đều trên dưới 30 tuổi. Vì vậy, lúc đầu Trần Đại Sư không mấy để ý đến cậu bé con ấy. Ông nói sẽ chỉ đồng ý nếu như cậu nhóc có thể trả một lượng bạc lớn. Trần Hoa Thuận không ngờ rằng, ngay ngày hôm sau, cậu bé đã mang đầy đủ số tiền đến gặp ông. Đó là khoản tiền lớn mà người ta có thể mua được cả một căn nhà. Điều đó làm ông cảm thấy có điều gì mờ ám ở đây, nên quyết định tìm hiểu. Trần Hoa Thuận bèn đưa Diệp Vấn đến gặp cha mẹ cậu để làm rõ thực hư. Khi biết rằng đó là số tiền mà cậu bé dành dụm được, ông cảm kích trước sự kiên quyết và lòng nhiệt thành của cậu bé nhỏ tuổi. Trần Hoa Thuận, dù tuổi đã cao, vẫn nhận Diệp Vấn làm đồ đệ, và đó là người môn sinh cuối cùng, đồng thời cũng trẻ nhất của vị trưởng môn thứ bảy của Vịnh Xuân Quyền. Tuy vậy, thoạt đầu, võ sư Trần cũng không thật để tâm đến việc dạy dỗ cậu bé Diệp Vấn, vì ông cho rằng cậu ấm Diệp vốn quen được chiều chuộng và quá mạnh khảnh, yếu ớt để học võ. Để giải tỏa suy nghĩ đó, Diệp Vấn đã cố gắng hết mình. Với trí thông minh và tinh thần quyết tâm, cậu bé kiên trì học hỏi từ các sư huynh và cuối cùng đã chiếm được thiện cảm của sư phụ Trần Hoa Thuận. Thất bại đầu đời của chàng trai trẻ háo thắng. Đại võ sư Trần Hoa Thuận qua đời sau 3 năm dạy dỗ Diệp Vấn. Trước khi mất, ông ủy thác chàng thiếu niên Diệp Vấn cho Ngô Trọng Tố, môn sinh cao cấp nhất của ông, người đã từng giúp đỡ Diệp Vấn trong những năm trước đó. Một thời gian ngắn sau, Diệp Vấn rời Phổ Sơn và chuyển đến Hương Cảng để theo học ở trường St. Stephen College, một trường dành cho các con cái nhà giàu và người nước ngoài sinh sống tại Hồng Kông. Trong những năm theo học trung học, Diệp Vấn là một cậu bé tinh nghịch, hiếu động và hay cùng bạn bè gây gỗ với các bạn người Âu. Dù nhỏ con, nhưng nhờ giỏi võ nên Diệp Vấn thường chiến thắng trong những cuộc đọ sức đó. Về sau, hồi tưởng lại thời niên thiếu, ông thừa nhận rằng thời kỳ đó, nhiều khi ông đã tỏ ra rất tự phụ về trình độ võ thuật của mình. Tuy nhiên, có một trận thua nhớ đời khiến Diệp Vấn tỉnh ngộ và đã mang lại cho ông bất ngờ lớn nhất trong sự nghiệp võ thuật. Một ngày nọ, Lai, một người bạn cùng lớp bảo Diệp Vấn, tại hãng buôn lụa, cha tớ có một ông bạn chừng 50 tuổi, giỏi võ, cậu có dám thử sức với ông ấy không? Là một chàng trai chưa biết đến mùi thất bại và không biết sợ ai, Diệp Vấn hứa sẽ đến gặp người đàn ông trung niên đó. Đến ngày hẹn, người bạn cùng lớp dẫn Diệp Vấn đến hãng buôn lụa ở phố Zavor, và sau khi chào hỏi người đàn ông nọ, Diệp Vấn nêu ý định của mình. Người đàn ông trung niên được giới thiệu là ông Lương, mỉm cười bảo Diệp Vấn muốn tấn công vào đâu cũng được, ông chỉ tự vệ, không phản công và sẽ không gây thương tích cho chàng trai. Câu nói này càng khiến Diệp Vấn càng nổi máu. Tuy nhiên, chàng trai trẻ cố trấn tĩnh, ra đòn rất kín và cẩn trọng. Họ Diệp tung ra những đòn ác liệt, nhưng ông Lương tránh được một cách dễ dàng và điềm tĩnh, rồi nhiều lần để Diệp Vấn ngã dúi dụi xuống sàn. Cứ mỗi lần ngã, Diệp Vấn lại cố đứng dậy và tấn công tiếp, nhưng cuối cùng anh chàng đành cúi đầu nhận thua. Về sau, Diệp Vấn mới biết rằng ông Lương chẳng phải ai khác ngoài võ sư Lương Bích, con trai cả của đại võ sư Lương Tán, trưởng môn đời thứ 6 của môn Vịnh Xuân Quyền, sư phụ của Trần Hoa Thuận. Chàng trai Diệp Vấn đã xin được làm đệ tử của Lương Bích, và trong 4 năm, Lương Bích đã truyền lại cho họ Diệp tất cả những chiêu thức mà Trần Hoa Thuận không được học từ Lương Tán. Cuộc đời lưu lạc.
năm 24 tuổi, sau khi đã khổ luyện thành công mọi bí kíp của môn phái Vịnh Xuân Quyền, Diệp Vẫn trở về Phổ Sơn, thành phố quê hương, và trong vòng 20 năm, ông đã khiến giới võ lâm miền Nam Trung Hoa phải truy tôn là bậc thầy vì trình độ Vịnh Xuân siêu đẳng. Tuy nhiên, theo truyền thống của môn phái, Diệp Vẫn không hề nghĩ đến chuyện truyền nghề cho bất cứ ai, kể cả các con trai, mà chỉ trao đổi võ thuật với các võ sư lừng danh thuộc các môn phái khác. Khi ấy chưa ai biết rằng, vào những thập niên sau, Diệp Vẫn sẽ trở thành một người thầy vĩ đại trong lịch sử môn phái. Trong vòng hơn 20 năm từ năm 1914 đến năm 1937, Diệp Vẫn chủ yếu làm việc trong quân ngũ và cơ quan cảnh sát. Và không ít lần, nhờ trình độ võ thuật siêu đẳng, ông đã khiến các địch thủ phải kiêng nể. Năm 1937, phát xít Nhật chiếm đóng ở miền Nam Trung Quốc. Khi đó Diệp Vẫn vẫn ở Phổ Sơn và chẳng mấy chốc, ông đã phải sống nhục nhã dưới ách thống trị ngoại bang. Một chính quyền bù nhìn được lập ra tại quê hương Diệp Vẫn và người võ sư, ngoài đời là một cảnh sát, đã thề không bao giờ chịu khuất phục. Trong vòng hơn 8 năm, từ năm 1937 đến 1945, Diệp Vẫn đã gia nhập những nhóm du kích chống Nhật và do đó gia đình ông cũng bị liên lụy. Ông khuynh gia bại sản, nhiều lúc bị đói khát. May là họ Diệp có một người bạn tên là Cho Chang-won hay giúp ông chút đồ ăn, thuốc uống, và để trả ơn, Diệp Vẫn đã dạy Vịnh Xuân cho con trai ông ta. Ngoài ra, chừng một chục người nữa cũng được thụ giáo vị đại võ sư, và đây là thế hệ môn sinh đầu tiên của ông. Năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, khi đó Diệp Vẫn đã 52 tuổi. Trong vòng 3 năm, ông phải bỏ nghề võ và làm việc kiếm sống. Tuy nhiên, đến năm 1949, Diệp Vẫn bị trưng thu toàn bộ gia sản và phải chạy sang Hồng Kông. Ở đây, thoạt đầu chưa ai biết ông già 55 tuổi, dáng người gầy gò và trầm tĩnh nhưng tốt bụng ấy lại là trưởng môn của một môn phái lừng danh. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Từ cảnh sát thành bảo kê xã hội đen cho băng 14K. Trong phim ảnh, Diệp Vẫn chống lại những kẻ xã hội đen, nhưng ở ngoài đời, mọi chuyện không được long lanh như thế. Sau năm 1949, khi Trung Quốc có những thay đổi lớn về chính trị, do quá khứ đội trưởng cảnh sát khét tiếng nên Diệp Vẫn chuyển đến Hồng Kông, Trung Quốc. Đồng thời, ông cũng cải đổi thân phận, đổi tên thành Diệp Dật, trong chữ ẩn dật. Lúc này, vị cảnh sát trưởng Oai Phong hét ra lửa ngày nào đành mở lớp dạy Vịnh Xuân Quyền làm sinh kế. Năm 1950, được sự giúp đỡ của bạn hữu, ông dạy võ trong một cơ sở của Tổng hội Công chức Hương Cảng Cửu Long, Phạn Điếm tại ngõ Đại Nam, phố Thâm Thủy. Đây là quãng đời đáng quên của danh sư Diệp Vấn, vì Phạn Điếm điểm chốt cửa để đi vào bến Cửu Long, Hồng Kông, cơ sở đầu não của băng đảng xã hội đen 14K, có liên hệ với hội Tam Hoàng. Khi 14K nổi lên, cũng là lúc Diệp Vấn nhận ra thân phận bảo kê, canh cửa cho nhóm xã hội đen này. Ông bỏ Phạn Điếm, rời võ quán về ngõ Hải Đàn cùng phố Thâm Thủy. Đến năm 1955, võ quán một lần nữa phải di dời đến ngõ Lợi Đạt, khu Du Ma Địa. Việc tự tiện rời bỏ hắc bang 14K khiến Diệp Vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhưng ít ra, kể từ lúc ấy, ông chuyên tâm vào võ học, cũng chính là bước ngoặt để Vịnh Xuân Quyền nổi tiếng thế giới. Dù e ngại, không muốn phổ biến môn võ nghệ của mình cho quảng đại quần chúng, võ sư Diệp Vẫn cuối cùng cũng đã mở võ đường, và rất nhanh, môn Vịnh Xuân trở nên nổi tiếng tại Hồng Kông. Và vì khía cạnh rất thực tế và thích hợp với tự vệ của nó, năm 1967, Diệp Vẫn thành lập Hội Thể dục Vịnh Xuân Quyền Hồng Kông. Đệ tử sau đó của ông có lúc đạt con số kỷ lục 2 triệu người. Trong số này có một nhân vật kiệt xuất là Lý Tiểu Long. Người mãi võ cho dân tộc. Nếu không có một Diệp Vẫn mãi võ ở Hồng Kông, thì sẽ không có một Lý Tiểu Long mãi võ ở Mỹ, và sau đó là toàn thế giới. Diệp Vẫn từng nói, tôi không phải là người có công tạo ra một Lý Tiểu Long rạng danh thế giới. Tôi chỉ là cầu nối để Lý Tiểu Long đến với những tinh hoa của võ thuật Trung Quốc và làm rạng danh võ thuật Trung Hoa. Rõ ràng danh sư Diệp Vẫn đã không chọn nhầm người. Với thế mạnh trên màn bạc, cuộc mãi võ ngắn ngủi nhưng vĩ đại của Lý Tiểu Long đã giúp võ thuật Trung Hoa được truyền bá khắp thế giới. Sự khoáng đạt trong tư tưởng đã đưa ông lên hàng danh sư kiệt xuất, được coi là khổng tử của võ học Trung Hoa. Bỏ lại đằng sau quá khứ đen tối, Diệp Vẫn trở thành người đạo diễn cho cuộc đổ bộ ồ ạt của võ thuật Trung Hoa trên mọi ngóc ngách. Người Trung Quốc ngày càng tôn sùng vị danh sư này hơn. Đại sư Diệp Vẫn mất ngày 2 tháng 12 năm 1972 do ung thư cuống họng,
đa phần là do thói quen hút thuốc lá và thuốc phiện. Ông để lại một di sản phong phú cho môn phái Vịnh Xuân, là một trong những môn phái phát triển trên toàn thế giới và có vẻ được biết nhiều nhất trong số các môn võ của người Hoa. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!